Xin chào tất cả các bạn lại đến với kênh Bé Út Chibi nha. Và video ngày hôm nay xin mời các bạn cùng với chị kiểm tra đơn hàng của các bạn đã đặt ngay. Đây là đơn hàng đầu tiên của ngày 12 tây tháng 11, Ngô Yến Linh. Và đây là đơn hàng của Ngô Yến Linh nha các bạn. Đầu tiên Ngô Yến Linh có đặt là hai cái vỉ đắp mắt này, chống thâm quầng mắt á. Đó. Nè, một cái như vậy chỉ 6.000 thôi nhé. Bạn đặt một cuốn sổ hologram. Sổ hologram 16.000. Nó có cái sợi dây rất là này, có hình hoa đào nữa, có bạn gấu nữa nè, rất là xinh xắn. Đặt hai cây bút, đây một cây bút nó bị dính lại rồi, một cây bút là thỏ nè, thỏ cho xích đu, một cây bút vỏ có chiếc lá rất là dễ thương màu xanh nha. Đây màu xanh, mực màu xanh chứ. Và tặng cho mình một cái sữa chua da ưa nè, mình về bỏ một tủ đông, tủ lá đó mình nó đông lại ăn giống như kem rất là ngon. Tiếp theo là bạn đặt là những cái sticker nè, sticker 5.000, hình dáng công chúa rất là đẹp luôn nhé. Đây tiên cá tiên bướm chứ, đó, rất là xinh. Này nữa, qua cái tóc galaxy nhé, đủ màu. Một chiếc hoàng tử nữa nè. Có một tấm tô màu nổi ha, cái hình nổi lên rất là xinh các bạn. Đó, kèm thêm có tô màu nữa nè, có bút lông tô màu. Đây. 10.000 một tấm như thế này. Đây một bộ mắt. Đây, một bộ bông tai nè. Đó, bông tai hình cái cong các bạn, chứ không có quẹt. Đó, rất là xinh nè. 15.000 thôi. Các bạn thấy sao? Rất là nổi bật luôn nha. Đeo lên là rất là nổi bật và đẹp. 15.000 một đôi. Đơn hàng của Lê Hoàng Anh ở Quảng Bình. Hoàng Anh có đặt một cái bộ nhẫn. Đây, bộ nhẫn rất là xinh. Mẫu này đẹp hơn. Đó, rất là xinh. Có bông tai nữa nha các bạn. Nguyên một bộ. Một đây, một cây bút lấp lánh kim cương nè. Và tặng cho mình một cây bút galaxy nữa nha. Một máy bắn kẹo. Đây, máy bắn kẹo. Một bịch bia không còn của Nhật Bản. Của Nhật nha. Một gom, một gom sọc rác, trái cây 5.000 thôi. Một cái tủ hai nhân Hello Kitty có gương rất là đẹp. Và đây nữa một cái chút bút chì hình bồn cầu rất là xinh. Ở trong cũng có gương luôn các bạn, gương trái cây nè, nó gương hình cái dâu. Đó, rất là đẹp ha, rất là xinh luôn. Ở đây là có cái chút bồn cầu đằng sau nè, chút 7.000 một cái như thế này các bạn. Đơn hàng của Trần Bích ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chị Trần Bích có đặt là 5 chân cầu thang. Mỗi tấm như vậy là 5.000. Đó. 5.000 ha. Xếp cho tháo một tấm ra cho các bạn xem. Khi tháo ra như thế này và nó có rất là nhiều tờ nha, chứ không phải một tờ đó. Một à, rất là nhiều tờ luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tờ. Và đằng sau này nữa, đằng sau này là nó có hình tô màu nữa, rất là nhiều luôn mà chỉ có 5.000 thôi. Và nó có kèm thêm mình một cái tâm này nữa để mình cào thêm 5 tờ chanh cát. Đây 5 tờ chanh cát, 1, 2, 3, 4 và 5 tờ chanh cát như vậy ha. Ở đây nó có cái màu để cho mình có thể làm theo. Đằng sau này thì có két này các bạn, đó két. Có cái tâm để mình làm. Trong đây thì để xem có mấy tờ nha các bạn. À một sắp như vậy chỉ có một tờ thôi, sắp thấy dày dày nhưng mà vẫn nó nhiều tờ nhưng mà một tờ thôi nhé. Một chanh hình công chúa Elsa, Anna. Đây, chanh ghép nha, dài nè mình tháo ra mình ghép. Tập theo mình ghép cái này ra thì cái hình như thế này nha các bạn. Chỉ 5.000 một tấm như thế này thôi. Đây là cuốn sổ tô màu mà cái này bạn không có đặt sắp tặng cho mình, hy vọng mình sẽ thích nè. Đây là sắp tặng nhé. Thêm một sắp cào thang nữa nhưng mà có sticker, nó cũng giống như thế nãy nhưng mà nó có sticker trong đây, 6.000. Và đây là sticker nhìn công chúa có cây pháp thuật, 12.000 một tấm như thế này. Rất là xinh. Các bạn nào mà muốn xem những cái sticker như thế này á thì vào kênh 1001 câu chuyện nhé, bấm chữ đăng ký kênh để theo dõi kênh chị chuyên làm giới thiệu những cái sticker và làm những câu chuyện đầy ý nghĩa về sticker ha, giáo dục học tập. Đây một cuốn sổ bạn đặt nữa nè, cuốn sổ hình dáng tô màu, mẫu này thì 10.000. Rất là nhiều tờ luôn, cũng khá nhiều tờ và lớn nữa. 10.000 nha các bạn. Và đây là một tấm cũng ghép hình luôn, hồi nãy bạn mua tấm ghép hình nhỏ và đây tấm ghép hình lớn. Đó. Cái này mình ghép sao mình có thể dán lên tường cũng được. Mẫu này là 30.000, mẫu lớn rất là to. Tiếp theo là bạn đặt một bộ này là tô màu trang điểm, là có bộ trang điểm luôn, có tô màu ha. Đây thì nó có kèm theo là bút chì màu nè, đây 6 cái bút chì màu và kèm thêm là cái cọ ha, phấn nè, phấn má hồng, phấn đó, trang điểm luôn, rất là xinh nè. Đó, đầy đủ nha, mình tô lên xong rồi mình trang điểm vào cái những cái khuôn mặt. À, đây nó có cái những cái hạt kim tuyến lấp lánh nè, rất là dễ thương. Thì trong đây nó cũng có vài nhiều tờ lắm chứ không phải một tờ các bạn. Sắp thấy những cái khoảng trên 5 tờ đó, chưa có tháo ra. Trên 5 tờ đó. Ngoài ra shop còn bán đầy đủ các loại búp bê lớn nhỏ, trang phục phụ kiện, trang sức và đồ dùng cho búp bê. Có cả những dạng búp bê giấy, trang điểm búp bê, tô màu búp bê, tô màu nổi, chanh cào thang. Song song đó, các sản phẩm đồ dùng học tập của shop FTV cũng rất là đa dạng và được rất nhiều bạn tin tưởng. Kèm theo đó còn có những loại bánh kẹo rất là hot hiện nay cũng được shop bán. Mặt khác để phục vụ nhu cầu làm đẹp của bạn, shop cũng có bán những cái phụ kiện thời trang, lắc tay, kẹp tóc, mỹ phẩm, móng tay, bông tay, cột tóc, vân vân. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cái ba lô đi học xinh xắn, ba lô thời trang đi chơi dạo phố, túi đeo chéo các kiểu, ba lô quần áo,
phủ nhồi bông và tất cả những đồ dùng cho các bạn trai như là siêu nhân, khủng long, Rubik, bích bông, xe, rồi các dụng cụ âm nhạc, game, xe chạy siêu thị cho các bạn nhỏ. Tất nhiên là cũng có những bạn Lego, Slammy, Galaxy, Slamcom, Slammer, các kiểu giá rẻ. Wow, ngoài ra còn có cả một cái trại đồ dành cho các idol Hàn Quốc, idol Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái móc khóa rất là xinh xắn như thế này. Các bạn ơi, hãy nhanh tay đến với shop Tokyo đi, chọn lựa những món đồ yêu quý xinh đẹp để có chung một giá ship duy nhất nha. Giá ship chỉ từ 30 cho đến 35 nghìn đồng một giá ship duy nhất. Dù các bạn mua nhiều hay mua ít, và thật tuyệt vời nếu các bạn mua từ 800 ngàn trở lên thì được miễn phí ship luôn. Wow, các bạn thấy đó, hàng trong shop Tokyo lúc nào cũng đầy ắp hết. Do đó các bạn đặt hàng, và hãy nhớ nếu như muốn đặt hàng hãy gọi 0937 899 707 để đặt hàng. Đừng quên là xin phép ba mẹ nha. Và shop còn có Zalo, Facebook, Bé Út TV 0937 899 707, luôn cập nhật những sản phẩm đơn giá cho các bạn dễ chọn lựa. Và video đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn xem video vui, chọn lựa được những sản phẩm ưng ý, giá ship rẻ, giá ship duy nhất, không cần đắn đo về giá ship. Còn là địa điểm bán hàng uy tín, chất lượng suốt nhiều năm với phương châm phục vụ hết mình, tận tình.